Hắn tên là Vương Lâm, ở nhà vẫn được mọi người gọi là Thiết Trụ. Một thiếu niên cực kỳ bình thường, sinh ra ở Triệu Quốc, đời sống vô cùng khó khăn. Cha mẹ hắn làm nghề điều khắc, đột nhiên có vài tên to xác đạp cửa nhà xông vào trong. Bọn chúng vơ vét toàn bộ tài sản, cha mẹ hắn cố gắng ngăn cản nhưng không được. Bọn họ đã dành dụm được một khoản tiền để chuẩn bị cho Vương Lâm lên đường đi thi. Sau tiền đã bị lấy đi, cửa nhà cũng bị đạp đổ, cha mẹ hắn vô cùng buồn bã. Cuộc thi trong huyện sang năm có lẽ là không đi được rồi. Vương Lâm cố gắng an ủi, đơn giản là chuẩn bị thêm một năm nữa mà thôi, không sao cả. Đột nhiên, tứ thúc của hắn đi tới, nếu mà đến sớm hơn thì đã ngăn cản được chuyện này. Ông thông báo một tin tức quan trọng, tông phái lớn trong Triệu Quốc là Hàng Nhạc phái đang chiêu nạp đệ tử. Gia tộc Vương Thị có được 3 suất, ông ta vất vả lắm mới kiếm được một cơ hội thí luyện cho Vương Lâm. Tuy nhiên, cha mẹ hắn lại tỏ rõ bộ mặt không vui. Tu tiên đúng là rất tốt, nhưng sự hung hiểm của nó cũng không thể lường được. Vương Lâm sau khi suy nghĩ liền quỳ xuống. Hắn không muốn cha mẹ lại bị ức hiếp thêm nữa, cũng không muốn bọn họ phải vất vả lào lũ. Hắn đã có quyết định đi thí luyện gia nhập Hàng Nhạc phái. Năm đó, cha mẹ hắn cũng là thành viên của vương gia, vì lý do nào đó nên bị đuổi ra khỏi nhà. Bước vào trong vương phủ, thái độ mọi người liền khác hẳn. Ngay sau đó, một tù sĩ cưỡi phi kiếm đi tới. Hắn ta lên tiếng khen ngợi Vương Trác có thiên phú. Ba người được lựa chọn lần lượt là Vương Trác, Vương Hạo và Vương Lâm. Sau đó, ba người cùng nhau bước lên phi kiếm. Hàng Nhạc phái là một tông phái lớn. Tông môn được xây dựng trên một đỉnh núi có hình dạng bông hoa sen, xung quanh được bao bọc bởi đại dương. Có rất nhiều người từ nhiều nơi cũng đến tham gia thí luyện, trưởng môn cùng hai trưởng lão đích thân ra ngoài chủ trì. Tuyển chọn đệ tử của Hàng Nhạc phái trước nay khắc nghiệt, trong số những người đến tham dự sẽ có phần lớn người bị đào thải. Tu tiên quan trọng nhất là thiên tư. Hai trưởng lão tiến lên kiểm tra linh căn của từng người. Những người không có linh căn đều bị đào thải. Vương Trác sở hữu tư chất rất tốt, Vương Hậu tuy không có linh căn nhưng lại lươn lẹo. Hắn nhanh trí đút lót cho trưởng lão. Còn Vương Lâm thì lại không may mắn như vậy, hắn không có linh căn. Ngoài linh căn ra thì nghị lực phi thường cũng rất quan trọng. Thử thách là leo lên một đỉnh núi cao, cần phải hoàn thành trước khi mặt trời mọc. Mọi người ồ ạt tiến lên, thí sinh tham dự đều gặp phải ảo cảnh, nếu đạo tâm trong lòng không vững vàng sẽ bị loại. Rất nhiều người đã không vượt qua, Vương Lâm bị rơi vào một ảo cảnh tràn ngập dung nham nóng bỏng. Hắn tự nhủ mọi thứ đều là giả, cho dù là thật thì cũng phải bất chấp leo lên. Nhưng trước khi lên tới đỉnh thì gặp phải một trở ngại lớn. Đích ở ngay trước mắt rồi nhưng lại không có đường đi qua, hai bên đường ngăn cách bởi một vực sâu. Hắn tự nhủ lòng mình, kiên trì thì đến. Hắn bước ra ngoài, đôi chân bước đi giữa không trung. Đáng tiếc rằng trước khi chạy đến thì lại bị một tầng kết giới chặn lại. Hành động của hắn cuối cùng vẫn là phí công. Vương Lâm không can tâm nên cố đâm xuyên kết giới, kết quả là bị dội ngược lại. Vương Lâm rơi vào một cái hang động, hắn gặp được một món bảo vật có tên là Thiên Nghịch Châu. Chính thứ này đã hút hắn vào trong hang động và chữa trị thương thế. Vương Lâm được đưa tới một vùng không gian khác. Thân ảnh khổng lồ trước mặt này là Tư Đồ Nam. Rất lâu về trước, Tư Đồ Nam may mắn lấy được Thiên Nghịch Châu, đáng tiếc rằng bảo vật này lại quá bỏng tay. Ông ta bị nhiều cường giả vây giết cướp đoạt Thiên Nghịch Châu, cuối cùng thân xác bị hủy. Nguyên Anh bị nhốt bên trong viên châu này suốt 1.000 năm. Tư Đồ Nam vui sướng vì cuối cùng cũng có người tiến vào, ông ta có thể đoạt xá thân thể đi ra ngoài. Tiếc rằng Vương Lâm lại chỉ là phàm nhân chưa tu luyện, cũng không có linh căn, không thể đoạt xá. Đây cũng quá là nhỏ rồi. Vương Lâm dường như biết suy nghĩ của đối phương nên chủ động đưa ra lời đề nghị. Ông giúp hắn tu hành trước, hắn sẽ giúp ông thoát khốn. Sau khi ra ngoài, nhờ vào nghị lực đáng khen nên trưởng môn phá lệ thu hắn làm đệ tử ký danh của Hàng Nhạc phái. Trong Hàng Nhạc phái này, màu sắc y phục đại diện cho đẳng cấp trong môn phái, áo trắng cao nhất, thấp hơn là áo đỏ, rồi áo vàng, thấp nhất là áo xám. Hắn được dẫn tới nơi ở, đại ca nơi này là một lão già mặc áo vàng. Tên áo vàng phân phát lệnh bài nhiệm vụ, hóa ra hắn được nhận vào tông phái chỉ là để làm việc khổ sai, không phải để tu hành. Nhiệm vụ ngày đầu tiên là gánh nước. Nhìn thấy cái bồn nước khổng lồ to hơn con voi, cũng đủ thấy ngán ngẩm rồi. Vương Lâm phải dùng hai xô gánh nước lên núi, đổ đầy những cái bồn. Trải qua một ngày làm việc, thân thể hắn mệt mỏi rã rời. Đoán rằng viên châu này có thể trị thương nên thử ngâm nó xuống nước. Vết thương trên tay nhanh chóng lành lại. Sau khi uống nước ngâm, mệt mỏi liền tan biến. Vương Lâm liền tiến hành thu thập những giọt xương động trên lá cây. Tác dụng lần này còn tốt hơn, có nước thánh trợ giúp, sức lực của hắn đã tăng lên rất nhiều lần. Khanh nước không biết mệt mỏi là gì.
Mới chỉ có 4 ngày mà đã đổ đầy các bồn chứa nước, điều này làm cho quản sự áo vàng chú ý. Lão nghi ngờ hắn lén giấu bảo vật, Vương Lâm bác bỏ, không biết đối phương đang nói gì. Lão thu lấy cái bình rồi đập cho Nam Chính một trận. Từ đầu Nam chứng kiến cảnh tượng này thì vô cùng tức giận, ông ra quyết định từ hôm nay sẽ dạy hắn tu hành. Nhiệm vụ của hắn là thu thập các hà xương để thăng cấp thiên nghịch châu. Vương Lâm ở bên trong không gian của thiên nghịch châu tu luyện khẩu quyết ngưng khí, 1 giờ bên trong bằng 10 giờ bên ngoài. Tôn trưởng lão tông môn đến thông báo sắp tới sẽ có đại hội giao lưu giữa Hằng Nhạc Phái và Huyền Đạo Tông. Biểu hiện của Vương Lâm dạo gần đây quá nổi bật, tôn trưởng lão muốn thu nhận hắn làm đệ tử của mình. Lão tặng cho hắn một cái túi chữ vật và một viên đan dược, coi như là quà bái sư. Trải qua nhiều thời gian tu luyện, thực lực của hắn cũng đạt tới ngưng khí tầng 1. Đây là bước tiến đầu tiên, cho nên hắn vô cùng vui mừng. Đột nhiên hắn nghe được một trận cãi vã giữa Trương Hổ và lão già quản sự áo vàng. Nguyên nhân là Trương Hổ bị chèn ép, lúc đầu nói là chặt 100 cân củi, bây giờ lại yêu cầu chặt 1.000 cân. Hắn muốn đi tìm trưởng môn để phân xử. Quản sự không muốn điều này, lão ta định giết người diệt khẩu. Vương Lâm kịp thời ra tay ngăn cản, hai bên lao vào nhau quyết chiến một trận. Sau vài đòn giao chiến, quản sự cũng bị dính đòn. Trương Hổ nhân cơ hội này chạy tới phía sau tặng cho lão già vài nhát dao vào người. Chuyện đã tới nước này rồi, Trương Hổ không còn ở lại được nữa. Vương Lâm sẽ ở lại xử lý thi thể. Đúng lúc hắn định đưa thi thể đi phi tang thì phát hiện linh lực có vấn đề. Hóa ra trên người hắn đã bị hạ độc. Chúng độc này sẽ không thể ngừng tụ linh khí, tu vi cũng không tiến thêm được. Người hạ độc chính là Tôn trưởng lão. Cuối cùng thì đại hội giao lưu giữa hai tông phái cũng bắt đầu. Đám người đứng trên con rết khổng lồ này chính là người của Huyền Đạo Tông. Trong số các đệ tử của Huyền Đạo Tông có một đệ tử vô cùng xinh đẹp tên là Liễu Mi. Các đệ tử Hằng Nhạc Phái nhanh chóng bị trúng chiêu, cơ thể chao đảo, không kiềm chế nổi dục vọng. Nhưng Vương Lâm lại là người đầu tiên tỉnh táo lại, tu vi hắn chỉ có ngưng khí tầng 1. Điều này làm cho Liễu Mi tự đặt ra một số hỏi to đùng. Mới gặp nhau mà phía Huyền Đạo Tông đã chiếm được lợi thế. Bọn họ được mời vào trong nghỉ ngơi trước, 3 ngày sau sẽ bắt đầu tỉ thí. Con rết cũng được đưa đi nghỉ ngơi. Ngay trong buổi tối, Vương Lâm liền hành động. Hắn tiến lại gần rồi lấy ra một con hươu để dụ dỗ. Rết khổng lồ liền bị hôn mê. Vương Lâm thừa cơ hội này thu thập độc trên răng nanh của nó. Vương Lâm chưa kịp rời đi thì nó đã tỉnh lại. Kết quả là Nam Chính bị truy đuổi gắt gao. Hắn buộc phải chạy vào bên trong nơi ở của Tôn trưởng lão. Hắn nhanh chóng tiến vào trong không gian thiên nghịch châu, uống lọ độc mới thu thập được. Độc tính con rết này quá mạnh. Tu vi của hắn tăng lên một phát đến tầng thứ 14. Sau khi ra ngoài, đám người Huyền Đạo Tông đã đứng chờ sẵn. Vương Lâm giả vờ không biết chuyện gì. Một tên trong số đó lao lên tấn công. Tôn trưởng lão đột nhiên xuất hiện ngăn cản. Đồng thủ nơi này sẽ tổn hại đến mặt mũi của Huyền Đạo Tông. Đám người bên kia không còn cách nào khác là mang theo cơn bực tức rời đi. 3 ngày nhanh chóng trôi qua, đại hội luận võ cũng đến. Cha mẹ Vương Lâm cũng được dẫn tới đây. Ngoài ra còn có vài gương mặt lạ. Nữ tử này là Lý Mộ Uyển, bên cạnh là ca ca của nàng. Hai người họ đến từ một thế lực gọi là Lạc Hà Môn. Quy tắc tỉ thí là đánh luân phiền. Trương Cuồng của Hằng Nhạc Phái bước xuống sân. Đại đệ tử của Huyền Đạo Tông là Chu Bằng cũng đi xuống. Vừa xuống sân liền tung chiêu phủ đầu. Thực lực Chu Bằng đã đạt tới ngưng khí tầng thứ 13, nên chỉ cần vài chiêu đã đánh bại được đệ tử của Hằng Nhạc Phái. Trưởng lão Huyền Đạo Tông lớn tiếng tuyên bố, chỉ cần có người đánh bại được đại đệ tử của Huyền Đạo Tông thì coi như là Hằng Nhạc Phái giành được chiến thắng. Đại sư huynh của Hằng Nhạc Phái ra sân nhưng tu vi thấp hơn nên nhanh chóng bị đánh nằm sấp mặt. Tên kia thấy vậy càng được đà hống hách, gã chuyển mục tiêu sang những người phàm đang quan sát. Triệu hoán nhiều thanh kiếm tấn công về phía những người phàm. Kết giới không thể ngăn cản nổi đòn tấn công của hắn. 3 thanh kiếm đâm xuyên kết giới hướng thẳng về phía cha mẹ Vương Lâm. Có lẽ hắn không muốn bại lộ thực lực, nhưng cha mẹ lại gặp nguy, hắn bắt buộc phải ra ngoài giải cứu. Con đường tu tiên của Vương Lâm vẫn còn dài. Các bạn hãy cùng mình đón xem các tập tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!